Rồi, chào các bạn ha. Thì chào mừng các bạn quay lại với kênh Hùng Anh DIY. Thì các bạn thấy trước mặt là một cái xe. Xe này là một cái xe touring nhưng mà nó khá cũ các bạn. Thì cái xe này nó được chắc cả chục năm hơn nhưng mà cái thời trước thì ta làm cũng thấy ổn ha. Thì cái xe này mình phải bảo trì toàn tập, có nghĩa là mình sẽ bảo trì cái thắng lê, các bạn nó xét thắng rất là khô ha, rất là khô dầu, rất là khô, lại còn bóp rất là cứng. Đây dàn đời coi như là vô không được nữa, nói chung là chuyển đời chuyển clip được khó, các bạn thấy nó xét rất là nhiều. Thì ở đây mình sẽ quyết định là mình sẽ thay dây đời trước sau ha, cho dĩa trước và clip sau, đồng thời mình sẽ thay hết cái tay thắng, dây thắng rồi mình sẽ bảo trì lại cái phần thắng lê này. Đặc biệt cái xe này nó có cái nhúng các bạn, cái nhúng này thì là cái nhúng nhúng lò xo thôi, nhưng mà nếu mà mình lên trợ lực thì rất là ok. Thì cái xe này mình sẽ lên trợ lực với cái động cơ băng phanh các bạn, băng phanh nhưng mà động cơ hấp bánh sau băng phanh. Rồi lần này mình sẽ làm cái động cơ cao cấp cho cái anh bạn này của mình ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành. Thứ nhất mình sẽ vô dầu mỡ cho tất cả các bạc, sau đó là mình sẽ thay sợi dây sơn thì rất là khô và cũ các bạn ha, mình chạy mình cảm thấy nó kêu lắc cáp á, thì mình sẽ thay sợi dây mới. Thì sau khi mình hoàn thiện và làm sạch thì mình sẽ cho các bạn thấy lại kết quả của cái xe sau khi mình bảo trì, rồi sau đó mình sẽ lên trường các bạn. Rồi, cuối cùng cái xe nó xong rồi các bạn, nó giống như vậy đó. Bên bộ điều khiển trên màn hình 8.6 tăng lên đến mức 5 thôi. Rồi dưới này các bạn có thể thấy là động cơ ba phanh ở dưới nha, mình thay sơn, bây giờ anh thay mới, clip cũng thay mới rồi, clip 7 tầng thay mới. Rồi bây giờ mình bắt đầu đồ ra chạy. Mình cho nó chạy chế độ trợ lực, các bạn nhấn nhấn hai nút này, vô B10 cho mình, B10 rồi chế độ lực chọn số 0 rồi thoát ra. Các bạn coi theo mình đạp thì cái động cơ nó sẽ hỗ trợ. Đó là
sơn thì nó tắt, nó hỗ trợ đạp hỗ trợ đó, cái đạp đạp thông thường chạy đến rồi chờ là cũng chạy nhanh đó rồi mình chạy ở bước ba rồi đó đó chờ là cái lời nói đó 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 xe rất là đẹp các bạn. Mình cũng có coi giờ đã bảo trì nó rồi, xin cảm ơn các bạn.